Để tính trung bình cộng của các giá trị, chúng ta có một hàm sau đây và đây là cú pháp của hàm. Đây là từ khóa của hàm và bên trong thì có các cái number 1, number 2, vân vân. Những cái number này chúng ta sẽ đưa số trực tiếp vào hoặc là các tham chiếu ô hoặc là vùng nào đó. Ví dụ như chúng ta sẽ đưa số trực tiếp vào đây. Cái number thứ nhất, số 3. Cái number thứ hai thì chúng ta đưa số 2. Và cứ tiếp tục như vậy thì nó ra được trung bình của ba số đó. Trong trường hợp này thì mình ví dụ muốn tính trung bình của ba con số này thì mình có thể làm như sau. Chúng ta sẽ tham chiếu vào ba cái ô này. Number thứ nhất thì chúng ta tham chiếu vào ô C5. Phẩy. Qua number thứ hai thì chúng ta sẽ tham chiếu vào ô D5. Và tiếp tục. Ngoài cách tham chiếu từng ô như vậy, chúng ta có thể chọn một cái vùng. Hoặc là các cái vùng khác nhau nữa. Ở đây thì mình chỉ chọn một vùng thôi. Ở bên dưới này thì mình có thể tính trung bình được điểm của các thí sinh theo môn 1, môn 2, môn 3. Bằng cách chọn cái vùng mà chúng ta cần tính trung bình.